Nhờ sự chung tay hỗ trợ của các cấp các ngành, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nên đến nay sau 30 năm tái lập tỉnh, đời sống kinh tế của nhân dân các xã vùng phân lũ, chậm lũ ở huyện Nho Quan đã có sự thay đổi rõ rệt, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Trước kia, khu vực này là vùng trũng nhất của xã Lạc Vân. Cứ vào mùa mưa lũ, nơi đây thường xuyên bị ngập, đi lại hoàn toàn bằng thuyền. Việc trồng trọt chăn nuôi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, nhờ phát huy lợi thế vùng trũng, ven núi để nuôi thả thủy sản và nuôi dê, lại được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng, đã giúp kinh tế gia đình anh Trương Văn Nghiêm ngày càng ổn định. Nuôi cá theo vụ và cải tạo theo mở rộng thêm bờ đập rồi là phát triển theo cái mô hình tự nhiên mình sẵn có. Quy mô hiện nay thì ao cá thì nó vào khoảng 18 mẫu và dê thì gần 100 con dê sinh sản. Thu nhập một năm bình quân vào khoảng 200 đến 300 triệu. Những năm đầu tái lập tỉnh do hệ thống đê, kênh mương chưa được kiên cố đã làm các xã vùng phân lũ và chậm lũ thường bị ngập nước. Lúa, cá, gia súc, gia cầm có nơi bị mất trắng. Tỷ lệ hộ nghèo có xã lên tới 40% đến 50%. Tuy nhiên, từ những năm 2007, hệ thống đê điều được hoàn thiện, các địa phương dần vơi bớt khó khăn, người dân vùng lũ đã sớm được tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn tín dụng để khôi phục, phát triển sản xuất. Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, đã có 7.600 lượt hộ được vay vốn với tổng số vốn đạt trên 264 tỷ đồng. Chúng tôi cũng bám theo cái chương trình nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cho vay, chú trọng đến các cái xã vùng lũ đấy, để đưa đời sống bà con nhân dân phát triển bền vững. Thì sau khi cho vay thì các tổ chức cấp hội xã sẽ tiến hành đi kiểm tra vốn vay trong vòng 30 ngày. Qua theo dõi hàng năm thì đối với các hộ vay vốn thì sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích. Đối với hội phụ nữ, chúng tôi đang quản lý là 4 tỷ 032 triệu đồng cho 166 thành viên vay. Từ cái nguồn vốn vay của các đối với các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo thì các hộ vay cũng sử dụng đúng mục đích, đã dùng để hàm ao thả cá này, chăn nuôi bò sinh sản, thì là từ đó thì cái nguồn kinh tế của chị em cũng đã được nâng lên. Với nguồn vốn chính sách cho vay ban đầu là 50 đến 200 triệu đồng một hộ, nhân dân vùng phân lũ chậm lũ đã biết cách phát huy lợi thế vùng trũng, ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như tích tụ ruộng đất để quy hoạch phát triển các mô hình thủy sản chuyên canh, mô hình một vụ lúa, một vụ cá, chăn nuôi con đặc sản. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của các xã vùng lũ đạt gần 50 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân đều đã giảm còn dưới 4% theo tiêu chí mới. Đối với các mô hình gia trại của Lạc Vân thì hầu hết là các hộ dân vay vốn ngân hàng chính sách. Và khi mà vay vốn ngân hàng chính sách thì đối với xã, ban giảm nghèo của xã cũng thẩm định rất là kỹ. Dựa vào các cái nguồn vốn này thì đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đấy, thì chính vì như thế nên là đời sống của nhân dân ngày một được nâng cao. Lạc Vân thì tỷ lệ hộ nghèo đến thời điểm hiện nay chúng tôi cũng chỉ còn 39 hộ nghèo. Nhờ nguồn vốn chính sách được giải ngân linh hoạt, kịp thời, hiệu quả đã mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc. Người dân có điều kiện chung sức cùng địa phương sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.